Truyền thuyết về quá phụ điên tại dinh thự ma ám nổi tiếng nước Mỹ. Winchester Mystery là một ngôi biệt thự được xây dựng bởi Sarah Winchester, một quá phụ thừa kế số tài sản khổng lồ từ gia đình nhà chồng. Và cho tới tận ngày nay, ngôi nhà này vẫn luôn nổi tiếng và được biết đến là dinh thự ma ám đáng sợ của nước Mỹ với truyền thuyết về bà chủ nhà kỳ lạ. Ngôi nhà nằm ở số 525 Nam Winchester tại San Jose. Biệt thự mang phong cách Queen Anne Victoria, nổi tiếng với quy mô, kiến trúc của nó và thiếu kế hoạch xây dựng tổng thể. Đây là địa điểm lịch sử của California và được liệt kê trong danh bạ địa điểm lịch sử quốc gia. Nó thuộc sở hữu tư nhân và được phục vụ như một điểm du lịch. Kể từ khi xây dựng đến nay, công trình này vẫn luôn thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trên thế giới bởi thiết kế kỳ lạ với những lối đi bí mật, cầu thang chẳng dẫn tới đâu hay những cánh cửa mở ra khoảng không vô nghĩa. Bà Sarah Lockwood Bundy Winchester sinh vào năm 1837 ở New Haven, Connecticut, Mỹ. Vào năm 1862, trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc nội chiến, Sarah Lockwood Bundy được gả vào một gia tộc hùng mạnh nhất nước Mỹ bấy giờ. Bà kết hôn cùng William Earl Winchester, là người thừa kế của Oliver Fisher Winchester, người sáng lập công ty vũ khí nổi tiếng. Công ty này đã phát triển khẩu súng trường loại bán tự động đầu tiên phục vụ trong lực lượng quân đội phía Bắc. Đó là mẫu súng 44-40, nó đã thành công đến mức nó được biết đến như là nòng súng bất bại. Bà Sarah và chồng đã sống rất hạnh phúc bên nhau, qua lại với những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu nhất xứ New England. Sau khi kết hôn, Sarah sinh hạ được một cô con gái Andy vào mùa hè năm 1866, có vẻ như cuộc sống của hai người không còn gì hoàn hảo hơn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cô con gái bé bỏng của họ đã chết vì chứng suy dinh dưỡng nặng chỉ vài tuần sau khi chào đời. Thân chết lại viếng thăm nhà Winchester vào tháng 12 năm 1880, khi bố chồng là ông Oliver Winchester qua đời ở tuổi 70. Ngay sau đó, tháng 3 năm 1881, dòng họ lừng lẫy này lại tiếp tục lâm vào cảnh đau thương. Người phụ nữ lại phải đối mặt với khủng hoảng vì chồng bà, ông William Earl Winchester qua đời vì bệnh lao. William ra đi, để lại cho Sarah tài sản thừa kế khổng lồ lên đến 20 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận 1.000 đô la Mỹ mỗi ngày từ công ty chế tạo vũ khí, đương với 30.000 đô la Mỹ theo giá trị ngày nay. Chứng kiến người thân liên tiếp qua đời làm Sarah vô cùng tuyệt vọng, bà cũng bị khủng hoảng vì tin rằng mình có thể là người kế tiếp. Lo sợ, người quá phụ tìm đến một bà đồng cốt ở Boston và được mách bảo rằng gia đình mình đã bị nguyền rủa. Theo bà đồng cốt, chỉ có một cách duy nhất để xoa dịu linh hồn giận dữ của những thổ dân da đỏ bị tàn sát và những người lính nội chiến tử trận, đó là đi về phía Tây, vùng từng là chiến địa và xây một ngôi nhà khổng lồ dị thường. Nếu việc xây dựng bị dừng lại, những linh hồn sẽ tìm đến Sarah báo thù. Vì thế, Sarah Winchester đã rời Connecticut và ghé thăm cháu gái của mình ở Menlo Park, California. Năm 1884, bà Sarah chuyển đến thung lũng Santa Clara ở bang California và mua một trang trại nhỏ. Bà bắt tay gây dựng và mở rộng khu trang trại, biến nó thành căn biệt thự bí ẩn mà chúng ta biết đến ngày nay. Bà Sarah Winchester đã ủy thác cho một đội thương nhân tiến hành xây dựng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bà. Bà chưa từng hỏi ý kiến bất kỳ kiến trúc sư nào và các tính năng bổ sung vào ngôi nhà rất ngẫu hứng. Bà Sarah thực chất cũng không mấy quan tâm đến nơi ở của mình trông như thế nào. Bà chỉ biết xây và xây, với những phòng trong phòng, cửa ra vào nhập với cửa sổ, cầu thang chẳng dẫn tới đâu, ống khói không dùng vào việc gì và tủ mở ra lại thấy tường gạch ở đó. Bà Sarah tin rằng chỉ có tiếng búa, tiếng đục đẽo phát ra hàng ngày mới có thể xua đi các thế lực siêu nhiên hắc ám. Cứ thế, bà đã dùng suốt 38 năm cuối cùng trong cuộc đời mình để xây dựng nên căn nhà nhằm đánh lạc hướng ma quỷ này. Qua thời gian, khu trang trại này đã mở rộng quy mô thành một khu dinh thự khổng lồ với 150 phòng ngủ, 2 phòng khiêu vũ, 47 lò sưởi, 17 ống khói, 2 tầng hầm, 3 thang máy và hơn 10.000 ô cửa kính. Nhưng quy mô của nó không phải là yếu tố thu hút sự chú ý nhất. Khu nhà này được biết đến với rất nhiều các đặc điểm kỳ dị. Các cột trụ được xây lộn ngược, cửa ra vào mở ra bức tường hoặc mở ra khoảng không từ tầng 3, các bậc cầu thang kết thúc ở trên trần nhà. Các căn phòng rộng được ngăn cách bởi các bức tường, được trang trí và trang bị đầy đủ nội thất. Thậm chí, một số đặc điểm của biệt thự không thể giải thích được, như cầu thang 44 bậc chỉ cao hơn 2 mét vì mỗi bậc cao 5 cm. Nguyên nhân có thể do bệnh viêm khớp khiến bà khó bước lên các bậc cao. Tuy nhiên,
những chi tiết khác trong nhà đều không có lời giải thích phù hợp và hầu hết lời đồn đoán đều cho rằng chúng liên quan đến niềm tin vào ma quỷ của Sarah. Ngoài ra, nữ thừa kế giàu có cũng bị ám ảnh với con số 13, cửa phải có 13 ô kính, sàn nhà có 13 ván gỗ, mỗi phòng có 13 cửa sổ. Bà tin rằng, thiết kế rắc rối của ngôi nhà sẽ làm rối trí các hồn ma và chúng không thể tìm thấy bà giữa một căn nhà, chẳng khác gì mê cung này. Mỗi tối, bà thường đi lang thang ở hành lang căn nhà, tìm mọi cách để thoát khỏi những bóng ma đang đeo bám. Hầu hết người sống ở thời đó đều tin rằng nữ góa phụ đã hóa điên. Mỗi đêm, vào đúng 12 giờ, bà sẽ bước vào phòng gọi hồn của mình và triệu hồi các linh hồn bằng cách kéo chuông trên tháp. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Sarah sẽ viết những yêu cầu mình nhận được ra một tờ giấy, rồi mời các linh hồn rời đi bằng cách kéo một hồi chuông khác. Ngày hôm sau, bà sẽ đưa những hướng dẫn viết tay của mình cho đội xây dựng. Dù rất bối rối vì những yêu cầu kỳ quặc và khó hiểu, họ vẫn cố gắng hoàn thành. Việc xây dựng ngôi nhà chỉ dừng lại sau khi bà Sarah Winchester qua đời năm 1922, hưởng thọ 83 tuổi. Ngay khi nghe tin, đội ngũ công nhân xây dựng lập tức buông bỏ dụng cụ của mình và rời khỏi công trường. Bà đã sống một cuộc đời đơn độc trong khuôn viên dinh thự. Những người bạn của bà có lẽ chỉ là những người hầu và thợ xây làm việc đêm ngày. Tại thời điểm Sarah chết, căn biệt thự có 7 tầng, 160 phòng, 10.000 cửa sổ, 47 cầu thang, 13 phòng tắm, 47 lò sưởi, 6 nhà bếp và khoảng 2.000 cánh cửa. Cũng kể từ đó, nhiều câu chuyện đã được lan truyền xoay quanh nguyên nhân ngôi nhà được xây dựng liên tục và những cấu trúc kỳ lạ mà chủ nhân của nó nghĩ ra. Vào tháng 10 năm 2016, báo chí vỡ òa với thông tin về một căn phòng ẩn mới được phát hiện trong không gian tầng áp mái của ngôi nhà. Theo báo cáo, Sarah Winchester đã bị mắc kẹt trong căn phòng này do trận động đất lớn ở San Francisco vào năm 1906. Sau đó, bà cho niêm phong nó lại vì tin rằng căn phòng đã bị nguyền rủa. Các nhà bảo tồn hiện đại đã tìm thấy một loạt các vật dụng lịch sử bên trong căn phòng, bao gồm máy bơm, máy may, một ghế trường kỷ thời Victoria cùng nhiều bức tranh vẽ. Phát hiện này làm cho số lượng phòng bên trong biệt thự lên tới con số chóng mặt là 161. Rõ ràng, ngôi nhà bí ẩn của dòng họ Winchester vẫn còn chứa đựng rất nhiều bí mật chưa được khám phá. Sau này, dinh thự trở thành một địa điểm du lịch hút khách. Nó được biết đến nhờ kết cấu chẳng giống ai, người chủ đầy bí ẩn và lời đồn về những bóng ma. Nhiều người cho biết họ cũng trải qua một tâm trạng kỳ lạ khi đến thăm ngôi nhà như cảm giác buồn nôn, khô họng trong những căn phòng nhất định. Ngày nay, ngôi nhà trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim kinh dị. Nó cũng từng xuất hiện trong các show truyền hình săn ma của nước Mỹ.